Còn một điều này mà lâu nay em vẫn giấu anh, người gây ra tai nạn cho mẹ chính là em. Cái gì? Cái gì? Em vừa nói gì? Kẻ gây ra tai nạn chính là em à? Trong một vụ cướp, em đã làm cho mẹ té xe. Lúc đó em không cố ý, nhưng em không ngờ mẹ lại bị thương nặng như vậy. Trời ơi, anh không ngờ. Cái gì đầu tiên là rất quan trọng. Thì mình chỉ dám nhìn lên màn ảnh thôi, mình không dám nhìn xung quanh. Cái mình cần là những người mình chưa biết họ là ai. Thấy người ta ồ lên. Đang làm một bộ phim về thẩm mỹ rồi đi cùng đi làm thẩm mỹ. Mình nghĩ mình sẽ làm siêu nhân. Mình nghĩ mình sẽ làm Maika. Xuyên, được cái rất là xuyên. Xuyên lắm. Tuyển diễn viên tham gia một cái lớp câu lạc bộ cũng bất lực luôn. Giống như mỗi người nó có số phận vậy. Để ghi nhớ rằng đó là cột mốc đầu tiên mình kiếm tiền. Như đứng trước ngã ba, ngã tư đường, mình không biết là nên đi cái con đường nào. Bế tắc rất nhiều, trắc trở rất nhiều. Không biết sao mình đi chọn cái con đường khó để đi không. Mình học lại lớp khóa 2, mình đăng ký, mình đăng ký đầu tiên. Thì mình nghĩ là mình lên rồi đó, từ đây là ngon luôn. Cái thất bại nó đi quen với mình. Mình tin một ngày nào đó, vẫn nó sẽ tới, nó về cạo đầu luôn. Quất, như vậy sau khi em xuất hiện trên màn ảnh lớn lần đầu tiên với bộ phim Scandal 2 thì chắc là mấy hôm nay em có vẻ rất là bận bịu dữ với bên giới truyền thông hả? Thật sự là Quất là cái vai mà trong Scandal 2 đúng ra thì gọi là vai đầu tiên, nhưng thật ra trước đó là Quất đã cũng tham gia một phim, cái tựa đề là Noble, là phim của nước ngoài. Thì gần như đó mới chính là cái vai đầu tiên. Nhưng bởi vì phim đó hiện nay theo như những thông tin đang biết thì vừa rồi chiếu ở Anh, chiếu ở Pháp rồi nọ rồi đó, nhưng mà lại chưa chiếu Việt Nam. Thành ra khán giả Việt Nam lại xem cái vai trong bộ phim Scandal 2 là coi như là vai đầu tiên. Cho nên là đúng là rất là hồi hộp. Tại vì nào giờ mình chưa có xuất hiện trên rạp, trên màn ảnh không mà. Phải không? Thì trên màn ảnh nhỏ mà còn trên rạp á, nó khó chỗ này nè. Tại mỗi lần mình đi xem, mình vô rạp mình xem á, mình thấy á, người ta phải bỏ tiền, người ta phải mua vé, người ta bỏ tiền. Còn xem truyền hình thì người ta đâu phải bỏ tiền ra, phải không? Cho nên người ta dù thấy hay, thấy dở hay cái gì thì người ta có thể bình phẩm này nọ rồi. Mình trên rạp là khác rồi nha. Nên là khi ta xem xong, ví dụ người ta thấy không hay, ta về ta nói luôn. Coi như là trong quá trình người ta vừa bước ra là người ta nói, ta chửi hay gì đó, hay ta khen gì đó, mình nghe hết. Cho nên cái áp lực nó cảm thấy hơi hồi hộp. Như vậy là cái bữa mà ra mắt mà Quất nhìn lên trên màn hình, màn ảnh lớn á, mà có mình đóng một cái vai quan trọng trong bộ phim đó, chắc là cảm giác nó lạ lắm phải không? Đúng là nó khó tả lắm. Mình muốn là Quất kể chi tiết cái cảm giác lạ lần đầu tiên mà mình Quất nhìn thấy của mình trên màn ảnh lớn đó. Không, tức là không biết dùng cái cách nói sao cho hiểu, nhưng mà đại khái như khi mình xem á, mình không dám nhìn hai bên, mình chỉ nghe thôi. Chủ yếu là mình vận dụng cái thính giác mình để nghe coi liệu người ta có nói gì. Vậy hôm đó là Quất xem cái ngày ra mắt hả? Ra mắt luôn. Là gần như là mình là đi làm premiere rồi làm đi cine tour, tất cả quảng bá cho cái bộ phim này hết liên tục luôn, trong 4-5 ngày liên tục luôn đó. Nhưng mà lúc ngày đầu tiên á, ngày premiere đầu tiên á, phải không? Thì vô thì tất cả các quan khách, những người mà làm trong nghề hay gì đều có mặt hết. Thì mình vô rạp như kín kín hết á, kín hết luôn á. Thì là mình biết trong cái rạp đó sẽ toàn là những người chuyên môn rất nhiều, các nhà sản xuất, các đạo diễn, diễn viên, nói chung là những người các nhà phê bình, những người chuyên môn rất là nhiều. Cho nên gần như mình chỉ dám nhìn lên màn ảnh thôi, mình không dám nhìn xung quanh. Mình tức là mình không biết cái nó như thế nào, nhưng mà chỉ nghe, mình nghe thôi, liệu người ta có nói gì về mình hay không. Rất hồi hộp ha, rất hồi hộp. Nhưng mà lúc mà xong rồi á, chiếu xong rồi á thì người ta lại chúc mừng các anh chị em, mà chúc mừng rất là nhiều. Mình cảm thấy mình lúc đó mình mới thở phào ra. Tại vì đối với Quốc á, cái gì đầu tiên là rất quan trọng. Ai cũng vậy với Quốc. Nó quan trọng lắm. Tại vì cái gì đầu tiên nó mà thất bại là coi như là ê chê. Cánh cửa nó hẹp lại liền. Cánh cửa từ đó đi nó hẹp lại liền.
Nhưng mà nếu nó thành công thì nó sẽ mở rất là lớn cho mình đi đó. Vì thế tới tận giờ này đang ngồi nói chuyện với anh là cảm thấy là có vẻ thư giãn rồi. Thở phào. Thực sự lúc đó nếu Quốc ngồi xem những cái thước phim về mình, về bộ phim mà xung quanh rất nhiều quan chức, dân trong nghề, khán giả như Quốc mới vừa nói đó, thì 90 phút, 90 mấy phút suốt bộ phim, tức là Quốc vừa theo dõi mà vẫn có sự theo dõi và giống như là mình xem cái phản ứng của những người ngồi xung quanh mình như thế nào, qua tiếng họ trầm trồ, qua những tiếng vỗ tay, tiếng cười vân vân, thì chắc là lúc đó là Quốc sẽ phải thực sự là tập trung lắm á, cũng không thua gì lúc quay á, là mình ngồi để xem phản ứng của khán giả xung quanh, đúng không Quốc? Đúng rồi. Gọi là cái tâm lý á, mà thật ra cái thói quen hồi nào giờ á, khi mà chiếu ra mắt phim mình á, thì không có hỏi bạn bè, không có hỏi người thân. Cái mình cần là những người mình chưa biết họ là ai, những người xa lạ đó. Bởi vì nếu nghe họ nói về mình, khen, thí dụ khen đi, thì mình biết đó chính là những cái điều khen thật. Bởi vì khi anh em bạn bè mình thân quá, người ta nếu mà lỡ mình có làm dở, người ta cũng không nỡ nào người ta nói mình dở hay gì đó. Nhưng mà đối với người xa lạ, họ không hề quen biết, không hề bà con, không hề bạn bè với mình, thì khi mà họ những cái lời khen hoặc chê, đó chính là những cái lời nó chân thật nhất, phải không? Vì thế mình rất để ý những cái điều đó. Đó cho nên nhưng mà trong cái quá trình đó có những cái tiếng hay là những cái phản ứng hay những cái cộng hưởng gì mà làm cho Quốc chú ý không? Có rất là nhiều đoạn thấy ta ồ lên. Ta ồ lên thì mình nghĩ là có lẽ cũng rất là có hiệu quả rồi. Như là có tác dụng rồi. Tại vì sợ nhất á, khi mình ta coi xong người ta không khen mà cũng không chê mà cũng không phản ứng mà cũng làm tới im lìm, sợ nhất là những cái điều đó. Tức là gần như là mình sẽ không được người ta hoàn toàn không có để ý hay cái gì hết, thì sợ nhất. Làm nghệ thuật nó thiệt, thà chê cũng được hoặc là khen, nhưng mà phải đúng đó, chứ còn không nói gì hết, không phản ứng gì hết, không quan tâm gì hết, có nghĩa là cái vai mình nó trôi đi. Tệ lắm. Nó chán lắm. Nó. Nhưng mà nếu mà Quốc xem lại thì thấy Quốc có vừa lòng với cách diễn xuất của mình trong cái vai đó không? Thật ra Quốc nghĩ là trong quá trình làm á, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Và cộng với anh Victor thì anh cũng có như là anh rất là giỏi, anh chỉ cho mình cái gì tốt nhất cho mình thể hiện. Và mình tin rằng những cái mà trên màn ảnh cũng là những cái mình đã nỗ lực hết sức rồi. Nhưng mà tuy nhiên mình vẫn biết rằng những cái phim sau này mình sẽ phải nỗ lực hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa. Có những cái mình thấy nếu như mình suy nghĩ, nếu như có những cách diễn lần khác đi, cách diễn khác đi, ví dụ cái đoạn đó mình thay vì mình phải làm thế này thì trên màn ảnh người ta đang xem thì mình nghĩ là mình có thể làm cách thứ hai nữa được. Cho nên là rút kinh nghiệm để những phim về sau mình sẽ làm những cái nó hiệu quả hơn nữa. Nhưng mà đúng ra khi anh xem thì anh thấy có chú ý về một cái điều mà Quốc hay vẫn trăn trở là cái phần bóng mắt của mình á, lên màn ảnh lớn nó sẽ rất là rõ. Vừa rồi xem mình thấy nó gần như là nó không còn là cái điều mà Quốc trăn trở nữa. Nó rất là bình thường. Ủa, nguyên nhân gì đâu? Từ hồi đóng truyền hình tới giờ á, giống như kiểu mình bị mất ngủ, mình lo lắng hay sao, nó bị từ lâu rồi. Nhưng mà đúng là cũng không phải là đi làm đâu, sợ lắm mấy cái vụ này, mình sợ lắm. Nhưng mà tại vì nó gây thẩm mỹ, nó không tốt. Như một bên to, bên nhỏ thì không tốt, cho nên mình nghĩ là nên làm. Cộng với đang ngồi mấy anh chị em á, tự nhiên người này vừa mới làm, người kia vừa mới làm. Cái suối mình nói, suy nghĩ cũng hai đêm, cuối cùng quyết định. Nhưng mà phải chăng là Quốc làm cái vụ này là nhân dịp được vào cái vai trong bộ phim đó không? Không, thật ra không có chủ ý. Không có chủ ý là đang làm một bộ phim về thẩm mỹ rồi đi cùng đi làm thẩm mỹ, không có. Không có. Thì đang ngồi nè, cái mình cũng nghe người ta nói cái quần mắt này nó làm cho có vẻ như mình nó già đi. Nó làm cho nó bi kịch đi, đúng không? Thành nó không có tươi lên á. Mình suy nghĩ sao cũng phải nên giải quyết rồi, cũng sẽ phải giải quyết thôi. Nhưng mà không nghĩ là giải quyết lúc đó. Trước bấm máy hay là sau bấm máy? Sau bấm máy mấy tháng lận. Ủa, như vậy là cái hình của Quốc trên màn ảnh đó là lúc đó là chưa đi làm. Chưa làm, nhìn cũng nó rõ lắm. Cũng thấy đẹp mà. Tại lý do là do có hóa trang bớt, nhưng mà vẫn có những lúc mà những cảnh cận á, những cảnh cận sát mặt á, cận qua cái góc máy nằm bên hông á. Đúng rồi. Thấy còn trực diện thì nó cũng thấy lắm á, cũng thấy lắm.
cũng đã cố gắng che lấp rồi. Như vậy là Quốc đã làm chuyện này sau khi bấm máy bộ phim đó. Bộ phim này quay xong được khoảng mấy tháng. Vậy có nghĩa là nếu lần thứ hai mọi người thấy Quốc xuất hiện trên màn ảnh lớn, tức là sẽ thấy đẹp hơn nữa. Đúng rồi. Bởi vì cái này đã được giải quyết rồi. Như vậy chính ra cũng khá lâu, Quốc bước vào nghề này là rất là lâu ha. Để coi xem từ cũng phải 20 năm á. 20 năm. Dễ sợ, một con số, dĩ nhiên với một số đàn anh đàn chị thì nó cũng chưa là cái chưa, gì. Chưa, đúng rồi. Nhưng mà vợ thế hệ của Quốc, của Chi Bảo, những người mà đi theo nghề này khá lâu thì như vậy con số này cũng là điều để mọi người sẽ có một cái sự trầm trồ vì cái sự yêu nghề của nó. Chắc anh với lại mọi người cũng muốn nghe Quốc kể những cái điều mà ít ai biết về cái cuộc sống thời trước khi Quốc lên Sài Gòn. Rồi sau đó là cơ duyên nào tham gia cái lớp nghệ thuật ở Sân Tân Sơn Nhất rồi để bây giờ là có ngày hôm nay. Để coi, kể một vài cái sơ lược nhỏ nhỏ thôi. Đại khái như là cái hồi nhỏ mê phim lắm. Học thì học dở lắm. Học dở lắm. Mà trong lúc đang học thì toàn là mơ mộng không à. Mình nghĩ mình sẽ làm siêu nhân. Nghĩ mình sẽ làm mai ca, tại mình xem phim hồi xưa cái thời mà còn nhỏ, thời đó là thời... Lúc đó là Quốc bao nhiêu tuổi? Nhớ là còn mới có cấp 2, thì thời đó là cái thời mà còn bao cấp á. Nhưng mà nhà Quốc ở xã hay là ngay ở... Không, ở Sài Gòn rồi, lúc mà lên Sài Gòn rồi. Ủa vậy là ở dưới tỉnh là có... Thật ra gốc thì ở miền Tây, nhưng mà sống từ nhỏ ở đây, sinh ở đây, nhỏ ở đây. Nhưng mà không hiểu sao cái chất vẫn là cái chất cái giọng của Quốc vẫn còn âm hưởng của miền Tây rất là nhiều, đúng không? Không thay đổi. Kỳ đó, không, tại do gia đình ba mẹ là cái giọng có lẽ là ảnh hưởng nhiều. Vậy là ba mẹ Quốc là người miền Tây luôn? Đúng rồi, miền Tây luôn đó. Nói chung là học rất là bình thường, cũng không giỏi gì mà cũng không ham học hả? Không ham học hả? Siêng được cái rất là siêng lắm, nhưng mà sao không hiệu quả vậy đó, toàn là mơ mộng. Tại hồi xưa đó, cái thời bao cấp á, thì phim như anh biết rồi, phim nó không như bây giờ. Nó chưa có internet, nó chưa có Facebook, nó chưa có gì đó. Tóm lại là những bộ phim thời đó là chiếu ngoài rạp á, thì cho gì coi nấy mà phải xếp hàng nha. Xếp hàng thời đó là thời của anh Chánh Tính, anh Thương Tính đó, thời Ván Bài Lật Ngửa rồi đó, rồi xem chặt rạp luôn đó. Mai Ca rồi, mình nhớ có chương trình Mai Ca rồi. Rồi siêu nhân ngoài đó, cho nên mơ mộng hay mơ mộng về những cái điều đó. Có gen di truyền không Quốc? Không có gen gì, thấy không có gen. Ở nhà không có ai, trong gia đình gần như là không có ai làm về nghệ thuật. Như vậy là từ cái chuyện mà mê mấy hình ảnh siêu nhân trong truyện, trong tiểu thuyết mà bây giờ là có ý định là sẽ... Có lẽ là những cái thời thơ ấu nó đã có những cái chất đó. Cho nên khi bắt đầu mà tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp cũng rất là bình thường, cũng không có gì nổi trội hết á. Nhưng mà tự nhiên cái đi làm kinh doanh, tự nhiên mình lúc đang làm kinh doanh thì nhớ hồi đó năm 92 thì đang làm mình cảm thấy có một cái gì đó nó cũng không có làm cho mình có cái động lực gì to lớn hay cái gì đó, mình cảm thấy mình thiếu cái gì đó. Tức là sau khi tốt nghiệp cấp 3 là Quốc kinh doanh, là làm kinh doanh á. Quốc làm gì? Coi như là về những cái mặt hàng điện tử, những cái mặt hàng, nói chung là mặt hàng kim khí mà điện tử. Của ở gia đình hay là bản thân Quốc xây dựng? Tự làm. Thì là làm nghề liên quan đến điện tử. Thật ra đó, cũng như anh vừa mới nói cái vụ điện tử thì mình mới cũng có một cái điều tâm sự. Đúng này rồi. Là gì nè, thường thường á một ai đó mà làm về cái ngành kinh doanh mà nó dính liền với những cái chính xác, những cái thông số, ví dụ như 101 là 2, 202 là 4 như vậy, thì nó chả dính gì tới nghệ thuật á. Nghệ thuật là nó phải đòi hỏi. Đúng rồi, có nhiều khi 101 không phải 2. Đúng. Nghệ thuật nó phải vậy. Nó hoàn toàn tương phản. Nó khác hơn. Cho nên á, đó, mình cứ làm công việc đó, mình cứ cảm thấy mình cứ thiếu gì đó, mình cũng không vui, mình cũng không cái gì đó, mình cảm thiếu gì đó. Tự nhiên vô tình đọc cái tờ báo đăng là cái mục gọi là tuyển diễn viên tham gia một cái lớp câu lạc bộ ở Sake, ở Tân Sơn Nhất á. Thì khoan cho anh top sổ này chút xíu, tại vì trước khi Quốc bước sang cái giai đoạn là bắt đầu là chạm vô cái cánh cửa nghệ thuật gì đó, thì muốn nghe là cái cơ duyên nào mà Quốc đến với lại cái ngành điện tử mà Quốc nói rằng là nó phải chính xác từng ly một. Sau khi tốt nghiệp phải có cái sự mà dây mơ rễ má gì đó. Tức là khi mình tốt nghiệp cấp 3 ra thì cũng giống như những người giống như những người khác mà học chung với mình, tức là cũng đang tìm một cái hướng đi cho mình.
tức là ai cũng tốt nghiệp ba rồi cũng sẽ tính tới học đại học. Đúng. Rồi cũng phải tìm công việc cho mình, nói chung là thời điểm đó người ta nó giống kiểu hướng nghiệp á, nó kiểu một kiểu hướng nghiệp, công việc gì họ tương lai như thế nào, họ phải chọn công việc gì cho phù thì hợp. Một là thi đại học, hai là thi cao đẳng đó, hoặc là trung học chuyên nghiệp đó, hoặc là học nghề đó, vậy thì đó. Một trong bốn cái đó thì Quốc lại chọn là học nghề đó, thì tự nhiên cái thấy thích mình, thôi mình suy nghĩ mình tự nhiên thấy một con trong cũng trong gia đình mà bên bà con xa có làm những công việc đó, mình thấy mình thích, thế là mình tìm hiểu mới được vài tháng là thấy là mở ra làm luôn, tức là không thiết tha gì thi lên lúc cao, chưa có ý niệm về phim về điện ảnh không, tức là về đại học hay là cao đẳng là Quốc không hề có ý nghĩ sẽ học tới đó hả? Không, ban đầu là cũng định là vừa tốt nghiệp xong là cũng định như những bạn đúng khác rồi. Của mình là đi học đó, rồi ba má cũng muốn là Quốc phải đúng học rồi, đúng vậy học, chứ tốt nghiệp rồi đó. Nhưng tự nhiên cái trong quá trình mà gọi là cái giai đoạn mà người ta đang tìm chỗ học thì nọ rồi để đăng thi rồi đó, đăng ký thi rồi đó, tự nhiên thấy nó thấy là chỉ ngoài không, nhưng mà ba má Quốc có định hướng rằng là hay là bắt buộc là Quốc phải học đại học hay là ba má Quốc là cũng muốn con cái học đại học thi đàng hoàng đó, nhưng mà thấy không thể hả? Không, nhưng thể. Mà tự nhiên cái không có thấy niềm ham đam mê gì cái vụ đó, hai bác bỏ tay luôn. Bỏ tay luôn, nói hoài thấy Quốc cũng không có suy nghĩ gì, nó là con không ham, con không thích như cũng có một thời gian rất là căng. Rất là căng về chuyện đó. Phải căng chứ. Căng, rất là căng về chuyện đó. Nếu góc độ là ba má thì thấy rằng con mình tự nhiên cảm nhận là không có cái sự háo hức để mà học lên nữa, giống như đang có vẻ như là cái đầu nó có cái nghĩ gì á, nên là hai ông bà đang hơi cũng hơi rối đúng không? Nhưng mà thuyết phục không được thì đành phải chịu. Cũng bất lực luôn. Nhưng mà tại sao lại lúc đó Quốc lại có liên quan đến cái vụ điện tử mà Quốc bảo rằng tự nhiên thấy một người bà con làm những cái thích mà mình cũng không hề có năng khiếu gì cả, dù hồi xưa là hay hồi lúc còn trẻ hay là thích tái máy sửa điện chẳng hạn, hay là mò mấy cái máy này kia, phải có một cái cơ duyên nào đó. Anh biết không, tới tận bây giờ á, mình mới khi mà nghiệm lại mình mới thấy vậy nè. Nó giống như là những người mà vừa mới tốt nghiệp xong á, bắt đầu họ đang trong đầu cũng như người đó rất là hoang mang, tức là những người rất đó giống nhiều ngã đường, đúng rồi, giống như đứng một cái ngã ba ngã tư á, tức là họ không biết là nên chọn cái gì nó phù hợp với mình và cái gì nó tốt nhất cho mình. Có những người đó, anh cũng từng rất nhiều chứng kiến rất nhiều người chọn cái ngành này, học ngành này, nhưng rốt cuộc ra lại không phải làm ngành đó mà lại làm ngành khác đó. Cho nên á, nhiều khi mình thấy tức là đa số là ai cũng hoang mang về chuyện đó đó. Nhiều khi họ đăng ký học trường về y khoa, nhưng nó cuộc học xong rồi họ không phải làm gì khoa đó, cho nên lúc đó Quốc cũng hoang mang chuyện như vậy thôi. Tự nhiên mình thấy đó, thấy cái những người mà anh chị bà con mình làm gì đó thì mình mới vừa xem thêm được chừng khoảng vài ngày mình thích. Nhưng mà hai những người đó họ làm ăn thành công không ta? Thành công rồi, đó. Vấn đề chỗ rồi. Là Quốc đã thấy là trước mắt chỉ thấy rằng là những người đi trước Quốc, gia đình bà con gì đó, họ làm cái việc điện tử lại thành công tức là nó giống như một cái sự khích lệ á, nó đó giống như có một cái tấm gương phía trước mình á. Ủa, người ta thành công mà, người ta làm thành công mà, mình cũng được chứ. Thế là mình đúng là cũng nhắc thêm là hồi đó có đọc cuốn sách về các tỷ phú, các ví dụ như Henry Ford, những người mà tỷ phú ở Mỹ khởi đầu cũng từ những cái nhỏ những cái thậm chí có những người xuất thân là không hề học đại học, không hề gì hết á, những người làm bình thường thôi mà cùng sau này đó là tức là Quốc mang. Thích cái đó, là anh nghĩ là đó là một trong những cái mà để Quốc mạnh mẽ, mạnh dạn nếu mà đi theo con đường mà rõ ràng là không hề liên quan đó. Thật ra ở đây mình không phải nói là chuyện học hành là mình phủ nhận đó. Thật ra tới bây giờ mình vẫn xác định học hành nó rất là quan trọng. Nó là nên khuyến khích và nên học. Nó là nền tảng. Nó là nền tảng, nhưng mà ngộ lắm, giống như mỗi người nó có số phận vậy đó. Nó có những số phận biết vậy nhưng mà không làm được. Và cái tấm gương thành công của những người thân trong gia đình, và nó có tác động rất lớn cùng với việc là Quốc cũng đang ngưỡng mộ một số thần tượng, những người nước ngoài, những doanh nhân họ thành công từ những cái nghề mà họ rất là tình cờ. Và đặc biệt là Quốc thấy rằng là có khả năng là họ sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho mình, kể cả là khách hàng mối mang, tại vì dù sao trong gia đình bà con đúng không? Quốc tự tin vào hai chỗ đó, nên là Quốc đã quyết định là học và kinh doanh ngành điện tử. Sửa chữa băng đĩa cassette này kia, dù rằng là Quốc không hề biết gì cả. Câu chuyện nằm chỗ đó chứ đúng không Quốc? Khởi đầu như vậy. Thế thì làm đến bao lâu và có thành công không? Rồi Quốc lại bắt đầu tới giai đoạn thứ hai Quốc mới vừa nói. Đó, thì khi quá trình làm được 8 năm. Với khởi đầu của một người nghệ sĩ mà gắn bó nghệ thuật á,
ít nhất nó có những cái dây mơ rễ má mà ví dụ như là từ đó nó tạo cho Quốc được một cái niềm giống như là cái sự bền bỉ, sự kiên trì, như là cái trong đó có yếu tố là cái sự mà gần như là phải quyết thắng với nó, cái sự mà coi như là không để nó làm cho mình bị nản chí đó, thì những trong 8 năm này nó sẽ tôi luyện cho Quốc những cái đặc tính đó mà giúp cho Quốc sau này khi vào nghệ thuật nó thành công đó. Nhớ là bắt đầu khởi đầu năm 92. Ừ. Coi như là kinh doanh á, gọi là bắt đầu khởi đầu kinh doanh năm 92. Có nhớ là ghi trên tường năm để cái để ghi nhớ cái khởi đầu của mình. Ừ. Và có nhớ là cái lời tiền lời đầu tiên á, nhớ là như cái tờ 50.000 hay 50.000 vô là mình kiếm được cái tiền lời đầu tiên á, mình dán vô cái tường để ghi nhớ là đó là cột mốc đầu tiên mình kiếm tiền. 92 và số tiền lời là 50.000 đồng do chính Quốc bản thân Quốc kiếm được. Nghĩa là mình dán để mình ghi nhớ mình đó. Thích quá. Thì làm cứ làm thì thành công. Tất nhiên kinh doanh cũng hiểu là ban đầu tất nhiên có rất nhiều khó khăn. Ừ. Nhưng mà cứ mỗi ngày, thí dụ tháng này mình lời được bao nhiêu đây thì tháng sau mình được hơn nữa, có nghĩa là mà Quốc thuê mặt bằng hay là làm ở đâu? Thuê. Có bao nhiêu nhân viên cùng với Quốc hay chỉ một mình Quốc làm? Ban đầu một mình nhưng sau đó bắt đầu khi nó từ từ nó phát triển lên rồi á thì có thuê, có vốn ba má tài trợ. Lúc đó thì bên mẹ chỉ có cho một mẹ cho một ít để làm cũng có thể cho bằng vàng chỉ vàng đúng không? Chung là cũng giúp đỡ bên mẹ nhiều. Thì sau đó mới khi mà tự mình làm thì tất nhiên kinh doanh mỗi ngày nó sẽ nở ra vậy đó, thì mình cảm thấy là mình là không xuể, thế là mình có một người rủ một người bạn cũng giống như mình, cũng hoang mang, cũng đi kiếm cũng đi kiếm nghề vậy, là một cặp hoang mang. Hoang mang thì mình bởi vì nó mới nói anh là tới bây giờ hình như không phải một mình hoang mang, cũng nhiều người nhiều không định hướng được đó nữa. Là cái bước mốc quan trọng nhất trong cái sự nghiệp của chuyển từ thời tốt nghiệp là đang còn học sinh chuyển sang thời gian đang là trưởng thành đó, thì đó là phải hoang mang đó, giống như đứng trước ngã ba ngã tư đường. Chắc mình không biết là nên đi cái con đường nào có rất đúng. Nhiều người hoang mang nhưng phải đó. Một mình Quốc đúng không, thì mình cũng rủ bạn mình, bạn cũng đang hoang mang chưa biết làm gì thì rồi cũng làm chung. Nhưng mà sau khi Quốc kinh doanh một mình là bao lâu đến khi có ông bạn vô? Khoảng 2 năm. Hai năm đó có những vấn đề gì mà Quốc thấy chán nản, cảm thấy rằng nó không kiểm soát được, nó quá tệ hại không? Không, khởi đầu là khó khăn lắm. Nhờ tin rằng cái gì khởi đầu cũng đều khó khăn hết á. Âm vốn không, bị lỗ không? Có lỗ, có lời, có lỗ, nhưng mà chủ yếu là mình cứ kiên trì. Vẫn lay lắt được đúng không? Mình kiên trì, tại vì cứ đêm ngày khi mà cảm thấy nó bế tắc á gì đó, dở cuốn sách của các bậc tiền bối ra mình coi, thì các bậc tiền bối cũng giống như mình, thế là nó thêm một cái động lực. Thấy chưa? Chính ra những ngôi sao hay là những nghệ sĩ của Việt Nam và thế giới là khi mà kể lại cái tuổi mà ấu thơ và kể cả lúc mà anh dùng từ là bước vào cái con đường kinh doanh đó, đều có những cái rất riêng. Mình muốn nghe những điều đó. Lúc mà đang khó khăn nhất thì với Quốc là vợ dở những cuốn mà tạo cho mình cẩm nang để tạo mình lửa động lực để vượt qua. Có khi nào đến một trường hợp là tới ngày đóng tiền nhà mình không có tiền mà đang kinh doanh khó khăn bị trường hợp ở trong sông 2 năm? Nhiều. Không phải cái duyên về nhà cửa thì rất may mắn là có gia đình mẹ. Có nhà, nói chung là nhà cửa không phải lo là như là mẹ không đang... tiền thuê nhà mặt bằng để thuê mặt bằng thì mình phải tự lợi mình đó phải... có lúc nào mà tới lúc mà phải trả tiền có nhiều những giai đoạn đó thì tự nhiên cái nó cảm thấy tới tháng nhanh quá. Ừ. Ủa sao mới thoát hay tới lúc phải tính tiền bill rồi lúc là Quốc nhớ thuê bao nhiêu tháng không? Như lúc đó có mấy cái vài trăm ngàn vài trăm ngàn, nhưng mà tới lẹ lắm đó, lẹ lắm, giống như là ủa sao nhanh quá vậy, sao tới tháng nhanh quá rồi tới lúc cũng phải đóng tiền, nó sẽ lẹ quá gì đâu, tiền nước, tiền điện, tiền mặt bằng, tiền gì đủ thứ nhanh, rất là nhanh. Mà sau này đúng là lúc hồi còn mình nhớ hồi còn nhỏ đó, mình cũng đi chơi gặp những cái anh chị, những cái ông bà kinh doanh á, cũng nghe than thở. Thì bây giờ đúng là bây giờ mình than thở lại, mình nghĩ mình nói ủa giống quá. Giống quá, thì ra nó giống như là giống như có một cái gì đó chung. Cuộc sống người ta phải bươn chải, người ta phải vượt qua những khó khăn, thì nó gần như ai cũng phải trải qua hết. Chứ chả có ai mà đi bằng phẳng, nào giờ chưa thấy ai mà tự nói là từ đó tới giờ tôi làm gì cũng đẹp đẽ, bằng phẳng, sung sướng, chưa. Trong 2 năm đó, có lúc nào Quốc muốn buông xuôi không? Bế tắc nhiều lắm. Người không buông xuôi đúng không? Không, như hồi nãy nói với anh là
bế tắc rất nhiều, trắc trở rất nhiều, nhưng mà có những cái bí quyết để giúp cho mình tồn tại được, vượt qua được. Một trong đó là tìm những cuốn cẩm nang để đọc truyền nữa ha, rồi có hỏi kinh nghiệm hay là được lời động viên của ba má nữa chứ. Thật ra đúng là làm cái công việc này là ba mẹ không cho, tại vì ba mẹ có một có truyền thống của bên ba mẹ có làm kinh doanh về một ngành khác, muốn mình đi theo cái ngành đó nhưng mà mình lại không đi theo, cho nên là ông coi như là không ủng hộ. Bà rất bực, rất bực. Nó rất bực là nhẹ đó. Thứ điều là cả gia đình phải họp nhau để mà xử luôn á, tức là tại sao mình là con trai duy nhất mà lại không theo ngành truyền thống của gia đình mà lại đi làm cái ngành mà phải khởi đầu lại từ đầu, tức là gia đình đã có sẵn nhiều năm rồi, mình nhào lên cái đi làm chủ liền. Như vậy Quốc là dạng cứng đầu phải không? Đúng không? Có ai nói là lúc đó Quốc cứng đầu không? Thì đúng là cũng có những cái cái suy nghĩ nó chẳng giống ai hết cái gì đó, nhưng mà rất là bảo thủ, không là muốn phải làm cho bằng được. Thì đó đúng là cũng có những cái đó. Thật ra nếu mình nghe theo lời gia đình, nghe theo thì lời giờ mẹ khác, thì giờ khác thì rồi. Giờ này thì lúc đó đã lên là ông chủ, lên là ông chủ ngay tức thời chứ không phải là phải khởi đầu ông chủ tự nhiên cái bỏ mình đi làm những cái khởi đầu khó khăn từ một cái người con số không đi lên. Đó. Thật ra tới bây giờ mới ngẫm thấy là những cái điều đó mình cảm thấy không có gì phải tiếc. Đúng không rồi. Có gì phải tiếc. Đó là chính những cái điều đó nó mới tạo cho mình có được những cái bản lĩnh mình có thể làm được từ những cái thấp, từ số 0 đi lên. Mặc dù mình đã có điều kiện lên ngay lập tức. Đúng, là ông chủ nhỏ. Đúng rồi. Đây giữ thuận lợi. Tức là mình không hề có khó khăn gì hết, giống như một người dọn mâm dọn cổ sẵn cho mình. Lại chọn con đường, lại chọn đường khó nhất, tức là dường như cái không biết sao mình đi chọn cái con đường khó để đi không mà chứ chứ nó dễ dàng không chịu đi. Mà mình đi bây giờ mình ở một cái đỉnh, ở đỉnh cao hay là một cái thời gian mình nhìn lại thì mới thấy rằng là đó là một trong những cái người ta cứ tưởng là mình tự làm khó mình hay là làm sai, nhưng mà không có những cái đó thì không bao giờ có ngày hôm nay. Đó bây giờ mới đúng mà ngẫm lại, đúng là nếu không có những cái điều đó, những cái thời thơ ấu nó dữ dội vậy đó thì nó không có được vị trí như bây giờ. Cái hình ảnh mà Quốc phải cảm ơn đầu tiên đó là những con chip điện tử. Đó là những cái hình ảnh mà nó cuốn Quốc theo nó và để nó, sau đó nó xáo trộn vòng đến tới ngày hôm nay. Đó. Thì ra là tới lúc mà sau 2 năm thì có một cái người mà Quốc bảo là một người bạn cùng hoang mang với Quốc nhào vô chung làm, thì bắt đầu có thêm những diễn tiến gì nữa. Đó thì từ đó về đi có người bạn như vô giúp mình từ 2 năm sau trở đi á. Thì công việc cứ thế coi như là nó mỗi một ngày nó lại mở mang ra, một tháng lại mở mang ra, tức là công việc bắt đầu thuận lợi phát triển. Nhưng có một cái điều này không lý giải được, năm 92 là khởi đầu, tới năm 95 tức là 3 năm sau, nghĩa là một người bạn vừa giúp mình khoảng một năm tự nhiên khi mọi thứ nó ổn định rồi đó, tức là bạn mình giúp được mình ổn định, tự nhiên mình cảm thấy có cái gì đó mình chưa hài lòng, mình cảm thấy có gì chưa lòng mình trong nội thức hả trong tiềm thức của mình á. Tức là cái thời gian khởi đầu 2 năm đầu á thì mình bận rộn với những cái khó khăn ban đầu quá cho nên mình không có nghĩ gì hết á. Nhưng khi bắt đầu có người bạn giúp mình rồi, mọi thứ nó đã có đâu đó hết rồi, tự nhiên mình ngồi không, mình cảm thấy có cái gì đó nó vẫn có chưa làm cho hài lòng như mình. Vậy cho thêm một tính cách mà mình mới nhận ra lúc đầu là Quốc rất là gàn ha, thậm chí là một chút gì đó hơi bảo thủ. Thì bây giờ thấy rằng là Quốc là một người không bao giờ cái gì mà đứng yên hết. Đúng rồi, không chịu đứng yên. Đứng yên. À, có cái gì, có cơ hội là được loay hoay để bùng, để quay, để xoay. Không chấp nhận, đứng yên. Đúng rồi. Tới giờ này cũng vậy đúng không? Tới giờ này cũng vậy luôn. Tức là nay là coi như là 40 tuổi, coi như tứ tuần rồi đó. Mà vẫn còn máu sung lắm. Lúc đầu vẫn nghĩ để làm nhiều thứ. Làm nhiều thứ, không chịu hài lòng một chỗ. Không thích. Thì nhắc lại cái điểm đó, tức là cảm thấy có điều gì đó nó bình thường thì vẫn công việc vẫn tốt, vẫn suôn sẻ, nhưng có gì đó cảm thấy mình thôi thúc vậy đó, mình chưa hài lòng, giống như cái trong điều thức mình, cái mục đích của mình, cái lý tưởng của mình nó chưa tới gì đó. Thì tình cờ đọc cầm bài báo, đọc thấy
gọi là ở Tân Sơn Nhất có... Ủa là mới có 3 năm là đã đọc tờ báo rồi đó, 3 năm là báo rồi đó. Đó đó, thì đúng như cái giai đoạn mà mình cảm thấy tâm trạng mình nó cũng chưa có cái gì, nó đang nó cảm thấy không hài lòng với cái gì hiện tại đó, phải không? Thì đọc tờ báo đó, mình thấy là tuyển lớp diễn viên. Một cái trang nhỏ thôi, một dòng nhỏ xíu à. Tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ. Tự nhiên có một cái gì đó nó trỗi lại, nó trỗi lên vậy. Thì như hồi nãy nói với anh là hồi nhỏ rất là mê phim. Hồi nhỏ coi như thậm chí ngày mai đi thi mà hôm nay vẫn còn ngồi trong rạp để mà coi lì vô đó luôn á. Đúng là coi phim ở rạp nhiều hơn là coi phim truyền hình ở nhà. Ở rạp, lúc ở rạp, lúc có truyền hình chỉ là một cái tivi đen trắng hồi đó rất là ít. Đó, trên tầng cây số. Đó. Thì ngoài rạp thì lúc đó những bộ phim như là của anh Chánh Tính rồi đó đó thì chen mình. Nhưng mà như vậy Quốc là thích xem ngoài rạp là những bộ phim Việt Nam, bộ phim của Liên Xô hay Việt Nam lẫn của phim Mỹ, thời đó phim Mỹ rất là ít. Không có, chỉ có phim. Có, lâu lâu có xuất hiện, hồi đó nhớ có xem bộ phim Siêu Nhân. Siêu Nhân mà cái thời của Siêu Nhân làm không phải như bây giờ, Siêu Nhân nó có nhiều phiên bản. Đúng. Phiên bản hồi năm 60, 50 cũng có, phiên bản 70, 80 cũng có đó, mình xem cái phiên bản thời nhớ nhớ là khoảng năm 8 mấy, như năm 8 mấy phiên bản đó đó. Thì vô gần như là cái đắm chìm ngồi ngủ luôn đó luôn. Hết suất rồi cứ nằm ngủ luôn đó, tiếp tục coi suất thứ hai. Quê lắm. Quê lắm. Thì đó nhân tiện nhắc lại là tự nhiên có gì nó trỗi vậy. Mình phải tới đây để mình xem coi như thế nào đã. Cũng rất nhiều bạn á là cái ước mơ về nghệ thuật nó trỗi dậy á sau khi cái mình cho rằng cái kinh tế nó tạm ổn, nó tạm chứ còn nó còn đang lung tung thì để đổ không nghĩ đến nghệ thuật. Nghệ thuật chỉ được nảy sinh và nó được coi như là nó gợi lại cho mình nếu như là cảm nhận cái cơm áo gạo tiền nghề nghiệp nó đang ổn định á, tức là ba cái vụ sửa điện tử của Quốc đang tạm ổn sau 3 năm là bắt đầu cái kia nó trỗi dậy. Đúng rồi, những giấc mơ nghệ thuật nó đang trỗi dậy. Nhìn Dung kìa, nghe nói đã, Hải Loan bỏ nhà ra đi rồi. Anh phải tìm Hải Loan nên mới tới trễ. Anh muốn đến đây để gặp em, anh rất muốn đến đây để gặp em. Anh muốn nói là anh yêu em. Thật sự, anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ yêu một người con gái nào khác ngoài Hải Loan nữa. Bây giờ anh mới nhìn nhận ra, em mới chính là người anh yêu. Anh yêu em. Anh yêu em. Đây là cái chỗ Quốc đang muốn thích kể nè. Vì nó bắt đầu cho cái... Nó khởi đầu cho cái công việc của mình ngày hiện tại. Ngày hôm nay. Cái mình vô mình lạ lẫm, mình vô cái rạp lúc đó cái rạp Tân Sơn Nhất không phải như bây giờ. Nhưng nó còn hoang sơ, nó mới xây luôn á, nó còn chỉ có khoảng vài rạp nhỏ xíu à. Năm 95. 95 á, 94 95 gì đó khoảng đó đó. Thì mới vô thì mình vô mình đăng ký thì cái người đầu tiên mình gặp chính là cô Minh Đức. Cô Minh Đức á. Thì sau đó mình vô mình họp lớp thì mới gặp thầy Lân Bích, cô Trà Giang, Cao Thủy. Đó là những người thầy đầu tiên. Lúc đó là hình cái người mà chủ sĩ cho cái câu lạc bộ nghệ thuật điện ảnh Tân Sơn Nhất là ai ta? Là thầy Cao Thủy. Thì nói chung là cái chuyện đó bắt đầu vô học thì cũng bắt đầu mình đăng ký liền. Và cái ngày đầu tiên đến gặp mấy thầy thấy vui không ta? Háo hức lắm. Háo hức lắm. Lúc đó là lúc ngày đầu tiên họp lớp đông lắm, lúc đó là đông bao nhiêu học viên? Đúng là hình như phải tính là phải tính 100% á. Tức là mấy trăm hay nhiều, đông lắm, nhớ nghẹt luôn cái lớp luôn. Ồ, tức là cũng rất nhiều bạn trẻ cùng lứa cũng có niềm đam mê giống như mình. Đam mê giống mình. Và lúc đó có những gương mặt quen tới giờ này không? Có nhiều. Ngay là khóa 1 phải không? Khóa 1 á. Sẽ có ví dụ như Đại Nghĩa nè. Ngọc Hà nè, Ngọc Hà đang làm TFS bây giờ nè. Rồi Chi Bảo nè, rồi nhiều lắm nhưng mà không nhớ hết nhiều lắm. Quốc Thái hả? Không, Quốc Thái là khóa 4. Khóa 4 là. Như vậy mấy cái buổi đầu tiên đến lớp để gặp được những người cùng ước mơ giống mình, rồi gặp những người thầy đầu tiên về nghệ thuật, thì với Quốc nó có hai cảm giác, đó là rất là hớn hở và cũng một chút bỡ ngỡ chứ ha. Tại đúng vì rồi. Nó hoàn toàn lạ với Quốc mà. Đúng rồi. Vừa hớn hở vừa bỡ ngỡ. Thì những cái tiết học đầu tiên á, học gì và cảm giác với Quốc ra sao? Nhưng mà có một cái điều này là rất lạ chỗ này. Tự nhiên ngay từ ngày học đầu tiên luôn. Có một cái điểm này, từ trước khi vô học đăng ký lớp này á, thì hoàn toàn là con người rất thụ động. Học trong lớp sở dĩ
học không khá, mà nếu không muốn nói là dở. Làm xong xiên, rất xiên, cũng phải nói xiên tột cùng luôn á. Giống như mà cái hồn để đâu á. Đúng rồi, nó ngộ lắm. Sáng mai quên hết trơn. Đi học cho ba má vui, giống như là một cái nghĩa vụ chứ còn không có hồn vía đúng không? Tối cũng chăm học, cũng làm bài, cũng dò bài dữ lắm mà sáng mai quên hết trơn. Không vô được, không vô được. Nhưng mà tới lúc thầy cô hỏi sau khi giảng bài hiểu không thì nọ được, thì không bao giờ dám hỏi hỏi lại, hoặc chứ không hiểu không dám hỏi lại. Tức là rất thụ động, một con người cực kỳ thụ động luôn. Nhát không? Mà nhát. Nhát thụ động lắm, tức là không có dám hỏi, không nhiều cho lúc những bạn khác sợ dữ dội là người ta dù ta không hiểu người ta còn hỏi thì cô chưa hiểu cái gì để cô giảng tiếp, còn mình không hiểu cũng không hỏi, mà hiểu cũng không nói, thành ra là nó cuộc khi mà mình làm bài làm kiểm tra rồi là coi như chắc chắn là điểm bét rồi. Như vậy là cái mối quan hệ của Quốc với các bạn trong lớp ấy cũng ít thôi mà, Quốc cũng không có chơi với ai nhiều. Không, chơi nhiều nhưng mà lạ lắm, nó như nãy, tức là bạn thì nhiều, ai người ta cũng rất thích mình, tại vì tính mình hiền mình, nhưng mà có điều là riêng đụng tới việc học là ngộ lắm, nó cứ vậy đó, nó cứ đâu hồn đâu á, chứ nó không phải mà xiên, chứ không phải là biến xiên khổ vậy. Xiên mà coi như học không có kết quả tốt, nó không có kết quả vậy đó, tức là giống như cái hồn để đâu á. Nhưng mà qua lớp bên đây nó khác liền. Mà đúng, tự nhiên cái ngày đầu tiên khi vô, nhớ cái bài đầu tiên thầy cô kêu các em hãy tự nghĩ một cái tiểu phẩm nào đó, các em lên diễn đi để cho cô xem. Thì người đầu tiên lên chính là đó, đó giống như ông nhập bà nhập ba, đúng. Nó giống như một cái tiềm thức gì bên trong cái chỗ vậy mà nó đúng cái việc mình đây đó. Đúng là cái môi trường mà để cho con người Quốc nó được thể hiện được ha. Nó trong lúc ai cũng nhiều khi một số bạn nhát không dám lên thì mình lên luôn, mà làm luôn thì khi làm xong á, phải không, thì tất nhiên là các bạn ủng hộ quá trời, cũng vỗ tay ôm sòm đúng không. Rồi sau đó thầy cô kêu là bây giờ về nhà tự tập hợp các bạn với nhau, là tự diễn đến ngày mai thầy cô lên để kiểm tra đó. Như hồi trước học ở trường thì thầy cô cũng cho bài kiểm tra, thì không bao giờ học mà không bao giờ kiểm tra được tốt. Nhưng mà tối hôm đó về lập tức tập hợp các bạn liền, tự nghĩ ra câu chuyện để tập hợp các bạn lại, và giống như mình là đạo diễn, mình vừa là biên kịch mình vừa là đạo diễn luôn á, là tập các bạn luôn. Sáng mai trả bài mà cực kỳ xuyên lắm, gần như là trả bài liên tục, tập hợp các bạn liên tục, thậm chí 11, 12 giờ đêm vẫn còn ở trong đó để mà tập, tới độ bị đuổi về luôn mà. Bị trong cái chỗ, trong, tại vì người ta phải đóng cửa rạp chiếu phim, bị đuổi về luôn. Đuổi về luôn nhưng mà vẫn phải ráng tập. Như vậy theo anh thấy á, là hình như Quốc rất có cái duyên và rất thích cái không khí của các rạp. Từ rạp Tân Sơn Nhất đến những rạp mà Quốc hay đi xem phim ở ngoài đó. Giống như đã kể là ngồi coi 2-3 suất liên tiếp không muốn về, ngủ đứng ra luôn. Còn đến rạp thì đến như tập quên giờ, quên ngày, quên tháng, đến mức mà bảo vệ bảo rằng là hết giờ rồi về đuổi luôn. Tức là rất lì, rất thích trong những cái môi trường đó, giống như là một con cá được quăng vô nước. Đúng rồi. Nó giống như là nó đúng cái khao khát của mình từ hồi nào giờ mà nó ở bên trong á, bây giờ có dịp mới trỗi dậy đó. Thì xuyên lắm, lúc đó có thể nói là thầy cô gần như mình là cái người mà gọi là cái tấm gương mà để cho các bạn khác nhìn, tức là cứ nhìn vào lúc đi xuyên cỡ này đó, tập cỡ này đó, tập hợp các bạn. Nhưng cái quan trọng là gì? cái bài học lớn nhất chỗ này nè, thầy cô kêu á, mình tự nghĩ ra một câu chuyện, rồi tự tập hợp các bạn, rồi tự hướng dẫn các bạn, rồi tự tập mà diễn cho thầy cô xem. Cứ rong rã từ ngày này qua. Có những bạn thật sự mà nói, có những bạn họ hoặc là một số người là làm biến, không nghĩ ra, còn hoặc là một số người không nghĩ ra đó. Cho nên mình xuyên mức độ vậy đó, cho nên chính vì cứ lì, cứ ngày này sang ngày khác, ngày này sang ngày khác làm vậy đó, tự nhiên cái mình thành giống như mình vừa là đạo diễn, mình vừa là biên kịch, mà vừa luôn diễn viên sản xuất luôn, trọn gói luôn đó. Thì mới thấy là trong cái những ngày mà Quốc xem những cái cuốn tiểu thuyết hoặc là phim màn ảnh lớn, mê những nhân vật trong đó, thì nó tạo cho Quốc được một cái tư duy, đó là cái sự tưởng tượng. Đúng rồi. Và nó đang giúp cho Quốc rất nhiều trong những cái tiểu phẩm đầu tiên với cái lớp học này. Thì lúc đó là cái khả năng tưởng tượng Quốc được dịp bay. Đúng rồi. Thì mới nghĩ ra nhiều tiểu phẩm mà cho những bạn khác cùng tập. Để Quốc giống như là nói rằng là mình là nhà sản xuất trọn gói. Mà Trân bắt đầu là bằng cái sự tưởng tượng, nghĩ ra những cái tiểu phẩm đó. Đúng rồi. Tưởng tượng sáng tạo là những cái tư chất rất cần thiết cho nghề của mình. Đúng rồi. Và Quốc lại may mắn là hồi lúc trẻ mình nghĩ rằng cái này giống như giải trí, ngồi xem tiểu thuyết, xem ba cái cuốn sách truyện tranh vân vân á, mà phim vân vân, cuối cùng vậy là nó là những rất quan trọng,
nó đã cho Quốc được một cái tư duy rất là cần thiết, đó là sự sáng tạo và tưởng tượng. Đó, thế cứ tiếp diễn á, là xong khóa 1, xong một khóa hình như có mấy tháng, 3 tháng hay 6 tháng gì quên mất rồi. Cũng thấy lẹ lắm ha. Xong 1, lúc vừa xong khóa 1 xong, là tự nhiên cái các bạn á, mọi mạnh nay tỏa đi mọi hướng. Lúc đó có cái hướng là ví dụ những bạn nào khá được tham gia những cái vai trong bộ phim. Nó phải có chứ đó. Tự nhiên rất nhiều. À. Rất nhiều luôn. Một số bạn đi đóng quảng cáo, một số bạn đi đóng phim. Lúc đó anh còn nhớ là rất nhiều phó và trợ lý đạo diễn các bộ phim á là hay đến Tân Sơn Nhất để tìm những diễn viên cho những bộ phim của họ đang làm, trong đó là những diễn viên quần chúng cũng có, phụ cũng có, kể cả diễn viên chính cũng có, tùy theo khóa. Có cái hay chỗ này nè, mình là người năng nổ nhất, nhiệt tình nhất đúng trong lớp chim đầu đàn trong cái khóa đó. Đó đó, y vậy đó. Nhưng sau khi kết thúc khóa xong rồi, tự nhiên các bạn mạnh nay đấy có xô quá trời luôn, tự nhiên quá trời luôn, ai cũng mời hết. Mà mời tá lả mình vô kể, ồ tao mới được ông đạo diễn này mời, tao mới được đoàn phim kia mà kêu đúng không? Mà chỉ có mình không ai kêu. Bắt đầu tiếp tục hoang mang tập 2 hả? Ừ. Hoang mang không? Có như không hiểu, mà không hiểu luôn á. Mà buồn không? Đó, rất là buồn chứ. Rất buồn, gục rồi rất buồn ha. Cảm thấy thất vọng nữa. Mà lúc đó là Quốc nhìn thấy rằng mình, ví dụ là về ngoại hình lúc đó có... Không, có... lúc đó thật sự không có để ý chuyện đó. À, chứ... lúc đó cái thời điểm đó anh biết sao không? Nó chưa có những cái gì như bây giờ là hot boy, hot girl hay là những cái mỹ nam hay không có. Thời đó nó rất là, thời anh nhớ cái thời mà bao cấp mà, thời phim, tức là nó có gì nó chân phương lắm, cái gì nó rất là bình. Không, nhưng mà nam phải cao, đúng không, chưa đẹp nhưng mà phải cao. Cái thời đó anh biết không, những cái khái niệm về cái đẹp á, nó chưa như bây giờ. Chắc chắn. Nó chưa như mạnh như bây giờ. Cái thời đó là chỉ có những diễn xuất, tức là ví dụ mình xem... anh Chánh Tính rồi đó, diễn xuất hay quá. Mà Quốc cũng cao đúng không? Quốc cũng 60-70 hả? Không, đúng rồi, lúc đó cũng lùn chứ không cao. Thì cái lý do chắc phải nghiệm lại là nhiều khi chắc các đạo diễn vô vẫn nhìn Chi Bảo cao chứ bổ. Thấy không? Là tại Quốc không để ý, thực sự là với nỗi đau của anh, phần lúc đó Quốc không thấy thì chắc là một số người được mời đi cũng là do họ cao hơn Quốc á. Đúng không? Nghĩ là phải đúng không? À, em sẽ gọi là sẽ nói một cái lý do rất là quan trọng. sao cái ý của anh lùng thì đúng là có lùng, nhưng mình nhìn kỹ xung quanh á, những bạn mình á cũng có khi cũng nhiều đứa lùng hơn mình luôn. Ta sao vẫn được mời đóng phim, vẫn được mời đóng phim, tiếp tục coi như là thất vọng. Tức là mình thất vọng, mình hoang lắm, hoang mang không còn cái gì để mà tự tin đúng không? Nếu nói xấu, nếu đẹp thì mình không đẹp bằng ta, nhưng mà ví dụ lùng thì mình còn cao hơn nhiều người đó. Thì cuối cùng cái suy nghĩ sao thôi, chắc là mình diễn dở, chắc là mình tự an ủi. An ủi chắc diễn dở quá, thôi học lại, coi như mà nay tỏa đi rồi mình học lại lớp khóa 2 mình đăng ký đầu tiên. Tự buồn, tự nhủ và tự học lại luôn. Học lại khóa 2 đầu tiên. Cho anh hỏi câu này, trong thời gian học khóa 1 thì nhận xét của các giảng viên như thầy Cao Thụy nó em diễn hay đúng không em? Tốt. Có đang... trời ơi, cô Trà Giang coi như là cô Trà Giang, thầy Lương Bích giống như là đem mình lên một cái tấm gương á, một cái bài học á, để bạn, cho bạn này là chịu cho các bạn á diễn nó siêng năng lắm. Thì để trở lại vấn đề hồi nãy, thì tổng cộng á là sau khi học khóa 2 xong cũng không ai mời luôn. Và tới khóa 3 cũng không mời, tổng cộng á. Học luôn 3 khóa luôn à? Anh tin không? Không phải, tổng cộng học từ năm 95. 95. Anh tin không? Tới năm 98. 3 năm luôn. 3 năm. Rong rã luôn, chờ hoài chờ quỷ, riết mà. Từ khóa 1 cho đến năm 98 là bao nhiêu khóa? Hình như khóa 5, khóa 6 gì đó. Tức là 1 năm có 2 khóa phải không? Hình như vậy, đúng rồi, hình như vậy. Thì đó. 3 năm là như 6 khóa. Nhớ là học rong rã luôn á. Tức là không có khóa nào mà coi như Quốc bỏ sót hết. Không có khóa nào. Và hình như là trong nguyên toàn bộ cái trung tâm đó, mình Quốc là người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn liền, gắn liền luôn á. Mà gần như mỗi một khóa mới á, thì mình lại trở thành một cái người giống như đầu đàn để mà thầy cô hướng dẫn cho các bạn mới, nhờ mình để hướng dẫn cho các bạn mới, để tập cho các bạn mới. Cứ rồng rã, cứ liên tục vậy đó. Quốc, nhưng mà các khóa sau thì học viên cũng đông như vậy không? Có cái đông như vậy, có cái ít hơn. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt vậy. Mỗi một khóa khi mà kết thúc á, thì không phải tất cả các bạn đều được làm... diễn viên. Được làm diễn viên hay được là đúng nghề, với cái nghề của mình. Đó, nghề. Không? Thì có những bạn á, thành công, nhưng có những bạn á, thì sau đó cũng không có được mời, cũng đi chắc làm chắc, những công việc khác. Chắc chắn đó, việc khác. Thì mình cũng nằm trong cái số các bạn không được ai chú ý đó. Cho tới tận đó, tới tận năm 98 luôn. Tự nhiên có chú Lê Cung Bắc á, chú làm cái phim Cõi Tình á. Tự nhiên điện thoại. Rồi bắt đầu tới đó là một bước ngoặt mới nữa nè. Mới, thì đó, như đó, vậy đó là cái cú điện thoại đầu tiên.
Quên nhắc lại một cái này mới quên tại lâu quá mình nhớ. Lúc đang làm năm 95 chứ. Thì lúc đang học được khoảng một năm á, thì tự nhiên có Nhâm Minh Hiền, phó đạo diễn của phim Đất Phương Nam á. Đất Phương Nam á, thì lúc đang làm phim Đất Phương Nam á, thì tự nhiên cái mời, tự nhiên cái lúc đang quá trình chuẩn bị vô cái lớp, có vô lớp để xem gì đó, thì có mời, đúng rồi, có mời Quốc vô một cái vai, mà vai đó nhớ có 6 phân đoạn. Vai nhỏ thôi, 6 phân đoạn. Nó mừng bà cố luôn đúng không? Mừng, có như mừng lắm. Tức là nó làm giải quyết được cái sự như là áp lực về tâm lý. Đúng rồi, tức đúng là, rồi. Là mình đã học bao nhiêu năm một cái người già trong đây mà bây giờ bắt đầu là nó thở phào, có người đã chú ý đến mình. Đó, vô lúc tham gia Đất Phương Nam, trời ơi, cực. Chưa từng thấy, nhớ lại nó cực kinh khủng luôn á. Thì vô đóng được 6 phân đoạn, đóng ai cũng khen hết. Ai cũng khen quá trời luôn. Nhưng mà đóng xong rồi mình cũng hồ hởi. Quá đóng vai gì vậy đó? Đúng rồi, 6 miều, nhớ vai 6 miều. Đóng xong á, mình từ bạn diễn cho tới đạo diễn ra khen mình, nắm tay rồi như chúc mừng rồi đó. Mình lúc mình hồ hởi, mình ngồi suy nghĩ, rồi lên rồi. Lên rồi, thấy là từ đây mà là ngon rồi. Nãy giờ là anh mới thấy đến lúc này á, cặp mắt của Quốc nó mới khét. Nãy giờ kể rất là lâu rồi, cặp mắt tới lúc này đúng là trong một sự nghiệp khi mình dù rằng chuyện này đã xưa đã qua lâu nhưng mà thấy trong mắt Quốc đúng là chỗ là đã lên rồi, với hai từ lên rồi thấy rằng là cuộc đời đã sang trang rồi Quốc ha. Và bây giờ nó vẫn còn có sự niềm vui trong ánh mắt Quốc tới giờ phút này luôn á. Không, nhưng mà nó bi kịch chỗ này nè. Ủa, chưa chỗ này nè. Đó là phim đầu tiên á, đó là vai đầu tiên á, là lên rồi đó, đó là mình ai cũng khen mà. Như anh có tưởng tượng mình vô đóng cái vai đầu tiên mà ai cũng khen thì á, coi như là mình cảm thấy là sướng rồi. Mà thậm chí đó mình mang danh nghĩa là không được học hành trường lớp như đó, là chính quy, mình đâu không? Phải học hành trường lớp gì đâu đó. Thì mình nghĩ là mình lên rồi đó, từ đây là ngon luôn. Quả thiệt, đúng, quả thiệt. Xong phim đó, trời ơi, những người đóng cảnh như mình cũng 6 phân đoạn, hoặc là những người đóng chính, những người đóng phụ đó, phim ầm ầm, mời quá trời luôn, có nên mời quá trời luôn, tự nhiên không ai mình. Bi kịch chính là chỗ đó. Mà mình cũng lấy số điện thoại hết của từng bạn mình, anh em mình, ai cũng hồ hởi khoe mình, trời ơi, tôi mới đang đóng phim kia, Quốc đang đóng phim gì cái mình nghe, mình cũng chanh lòng thật không, tình. cũng làm bộ vui dùm với bạn vậy hả, nhưng mà trong lòng coi như là thật tình lúc đó không hay quá. Héo, như vậy là lịch sử lặp lại một cái điều là gần như là Quốc rất là sợ những cái cuộc điện thoại, những cái lời khoe bạn mình là ô tao mới vừa được anh này mời anh kia mời, mà Quốc thì không ai mời, mình lặp lại 2 lần đó. Cho nên cái điều này thật sự đúng là khi mình không hình dung được tại sao nó tệ vậy. Không hiểu gì đó. Cái chuyện này ai biết chưa? Chuyện này ai biết không? Cái này cũng một số người không biết. Không biết, đúng là không biết cũng nhiều á. Không biết cũng nhiều, tại vì nhiều khi lúc đang làm á, anh cũng biết, cũng thật sự mình tin rằng những người anh em bạn diễn giống như mình lúc khi đang đóng Đất Phương Nam á, cũng giống như mình thôi. Cũng giống như là khi đóng xong rồi ai cũng hồ hởi kiếm những cái vai khác cho mình, thì ai cũng được, thì ai cũng nghĩ là cũng lên. Xong mình cảm thấy cái gì cũng xui hơn người ta kỳ. Quốc cho là xui, nhưng mà Quốc có nghĩ rằng là hay là tại vì á có một nguyên nhân sau này lá hồi là Quốc sẽ nói cho anh nghe. Bây giờ mình mới thấm thía điều đó là do không năng động đúng không? Thì phát đi từ từ thấm thía đó. Thì đó, mình chờ ròng rã không có luôn, anh tin không? Kể từ Đất Phương Nam làm năm 95 năm 96, lúc mà quay học được một năm á, thì tới năm 98, tức là gần 3 năm sau, các bạn khác đều có những vai diễn, có thậm chí có những người đóng cũng 6 phân đoạn chung với mình trong lúc đã lên về chính luôn, quá trời luôn. Cho tới năm 98 coi như chờ ròng rã 3 năm sau, các anh tin trong quá trình mà chờ đó nản quá, quay trở về tiếp tục học trong cái sake tiếp. Thực sự lúc đó với một cái người như Quốc á, thì có cảm thấy sự chạnh lòng là thấy rồi đó. Nhưng mà sự tự ái khi mà cứ giống như mình, gương mặt mình giống quá cũ ở đây mà cứ xuất hiện, mà mình người ta xung quanh đó như thế gì xè mình, giống như là gương mặt quá cũ mà có vẻ chìm liễm như vậy, thì sự tự ái có không? Thất vọng chứ, thất vọng nhiều lắm. Mà cảm nhận có một chút gì đó hơi nó chua, nó chua chát á. Tức là một cái gì đó mình một cái gì đó mình không hiểu tại sao nó lại thì lại... Mình nói với Quốc trong này là nếu như có một trường hợp như vậy và với một số người khác á, họ không dám trở lại đó nữa, họ như họ trốn nhiều luôn. Nhiều khi họ sợ là họ tự ái hoặc đúng, gì đúng, đó. Đúng, cái sự tái họ sẽ không cho phép họ trở lại lần nữa, họ cảm thấy là họ thấy họ ngại phải trả lời những câu hỏi tại sao vậy. Đúng rồi. Với Quốc thì khác. Không. Quốc thì không bỏ sự tái qua một bên đó. Trước khi trở lại đó, tất nhiên mình cũng đã khoảng thời gian mình bế tắc, mình hoang mang. Nhưng sau đó như nói mình cũng về, mình cũng đọc lại những cái cuốn cẩm nang của mình nghĩ là
cứ ráng đi, cứ bền bỉ đi. Tại trong đó, thật sự trong những cuốn mà mình xem á, có những viên rất là bền bỉ. Khi mà đã được lên những cái cuốn đó rồi, có nghĩa là họ đã thành công rồi. Chân dung của một người nghệ sĩ mà gì? Là bỏ tự ái qua một bên, lấy những tấm gương của những người đi trước để làm sức mạnh cho chính mình, và mình mạnh dạn tiếp tục đến khi nào thành công thì thôi. Thì mình suy nghĩ đôi khi cái đó cũng không phải gì nó to lớn lắm, nhưng mà đối với mình những cái điều đó nó lại là nó giống như một cái bảo bối của mình. Một cái bảo bối của mình đó đó, đó thì thay vì người khác như người ta gặp, người ta sẽ nhờ và tâm sự với ba má, tâm sự với bạn gái, hoặc là người ta sẽ nói chuyện với thầy cô. Còn Quốc thì lại là một mẫu người khác, lại dựa vào những cái cuốn cẩm nang này, những cái bảo bối như Quốc nói ha. Rồi, tới năm 98 mới là mời được vai diễn thứ hai. Đó, bắt đầu thì tới Quốc sẽ kể tiếp, tức là khi trở lại trường học, coi như là ròng rã thêm mấy năm nữa. Mấy năm nữa. Thì chờ đợi để đến cái cú mốc mà lần này nó không phải là 6 phân đoạn như là Đất Phương Nam, mà bây giờ là giờ nó dài hơn. Giờ này đó thì đang muốn nghe Quốc kể cảm xúc hơn. Đó. Thì nó dài hơn. Thì cái này nó cũng có chuyện vui. Chờ ròng rã mấy năm cứ lì luôn, coi như nó giống như là cái thất bại nó đi quen với mình rồi. Giống như cái sự thất vọng nó quen với mình, thành ra cứ nó bình thường rã, cứ lấy niềm vui trong cái lớp. Trong lớp vẫn được khen. Vẫn tiếp tục vẫn hướng dẫn các bạn, vẫn được khen, vẫn là một tấm gương sáng, vẫn được khen, vẫn được ca ngợi, thế mà cũng chẳng có gì làm. Nhưng mà riết rằng mình coi chuyện đó là bình thường đúng không? Nó trở thành một cái gì đó quen rồi. Nó không còn là sốc nữa, nó quen rồi. Quốc vẫn đạp xe đạp hay đi bằng xe gắn máy? Đúng rồi, còn chứ còn đi xe đạp. Vẫn cuộc sống vẫn cũng khó khăn đúng không? Vẫn quen rồi, nó như vậy rồi. Tự nhiên cái một ngày tự nhiên nó không chờ đợi, một ngày mình không thể chờ đợi. Giống như giờ đã coi như là không còn coi như là mới cảm thấy chuyện đó bình thường. Bình thường không còn phải quen chờ. Rồi. Giống như cái một cái đau, khi ta đau quen rồi hết thấy đau rồi. Nhưng mà niềm tin còn không? Vẫn còn, luôn, lúc nào mình tin một ngày nào đó vẫn nó sẽ tới, nhưng mà không biết ngày nào. Vẫn tin, không biết ngày nào, nhưng mà cái đó mình cứ bình thản vậy đó. Tự nhiên một cú điện thoại gọi nói là lên đài truyền hình đi, có đạo diễn chú Lê Cung Bắc muốn gặp. Cái mình phi liền lập tức, không suy nghĩ. Lúc đó đang ở chỗ buôn bán, phi liền lập tức giao cho thằng bạn coi, phi liền lập tức lên đài truyền hình. Ai gọi cho Quốc cái đó? Là chú Lê Cung Bắc trực tiếp, anh Bắc gọi luôn. Thì ông với Lê ông hỏi mình nhớ nhất câu ấn tượng vai này dược kiểu cả đập đầu không? Tại vì sau 3 năm coi như là... Nhưng mà trước đó em có gặp anh Bắc lần nào ngoài đời chưa? Chưa. Lần đầu tiên luôn mới gặp chưa, luôn hả? Nghe nói chứ còn chưa gặp đúng không? Cái tự nhiên là ông kêu cả đập đầu vậy đó. Trời, sao mấy em năm ròng chờ đợi tự nhiên là cả đập đầu. Cái đập đầu. Lúc đó là Quốc có nghĩ liền là vai chọc đầu là một cái vai mà mình không hề chờ đợi không? Đúng rồi, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ kêu lên đóng vai chọc đầu. Vẫn nghĩ là vai kép đẹp. Vẫn nghĩ trong đầu được thích kép đẹp hơn chứ hả? Mình suy nghĩ, nhưng mà thật ra chỉ suy nghĩ khoảng vài giây à. Con trả lời liền là trời, ngày mai con sẽ lên trình diện chú, là cạo đầu đó, là về cạo đầu luôn. Nghe Quốc kể, tôi đặc biệt chú ý ba nhân vật. Một, mẹ Quốc rất thương con nhưng đành bất lực trước những quyết định luôn trái chiều của cậu con trai. Tôi bảo đảm mẹ Quốc không bao giờ nghĩ chính tính cách lì đòn, ương bướng đến mức không hiểu nổi của Quốc đã mang lại cho gia đình niềm tự hào khi giờ đây Quốc đã là một diễn viên tên tuổi. 2. Nhân vật thứ hai là người bạn hợp tác mở tiệm kinh doanh điện tử khi Quốc vừa tốt nghiệp cấp 3. Trái với cảm giác hớn hở lúc ban đầu là sự mệt mỏi, bế tắc hiện dần theo thời gian khi người chủ tiệm thường xuyên vắng mặt vì mãi đang rong ruổi theo đoàn phim, bỏ mặc anh với đống máy móc nguội lạnh và sự khó chịu của khách hàng. 3. Cuối cùng là bác giữ xe của nhà văn hóa điện ảnh Tân Sơn Nhất. Nhân vật này do tôi tưởng tượng vì không nghe Quốc nhắc đến. Chỉ cần hình dung cảnh bác này phải mở to mắt và hỏi: Ủa,
cháu đã tốt nghiệp lâu rồi, sao cứ học lại khóa mới hoài vậy? Không ai mời đi đóng phim hả? Là tự nhiên tôi thấy vừa buồn cười, vừa có gì đó cay cay nghẹn lại. Mình muốn được là mình được công nhận là một diễn viên giỏi. Mình không có cái khái niệm mình nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng để mình nhà lầu xe hơi hay là gì, không biết gì luôn, thậm chí để ông phi không biết gì luôn. Người dân là tên người bạn kế bên nhà tai qua nạn khỏi rồi, thì suốt trong cả một tuần lễ báo chí lên quá trời luôn, nó đặt mình đứng trước một cái sự lựa chọn. Từ sau phim đó nó sẽ mở ra một bước ngoặt lớn, thì tự nhiên xuất hiện quá nhiều những chuyện hậu trường. Hiện bây giờ mình mới ngộ ra một cái điều, có khi khả năng vẫn chưa đủ. Không bao giờ là không có nguyên nhân gì mà tự nhiên xảy ra, không bao giờ. Nếu không thì con là mình chết. Chưa hề nói gì câu nào, nhưng mà thích cô đó lắm. Cô đó là hoa khôi của trường. Thấy cô nhìn lên mình cái mình đi luôn. Sau đó chừng có vài tháng cô đã lấy chồng. Nhưng chính cái nghề này nó mang lại cho mình rất nhiều. Cái thất bại lớn nhất chính là thất bại hôn nhân.